Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Dusan Vina ngày 20 tháng 3 với những nội dung tin chính sau. Chuyến thăm của đoàn Dusan BG Mekatech, xuất 2.500 tấn thiết bị nồi hơi sang Ấn Độ, tường thuật hai trận bán kết giải cấp vô địch bóng chuyền nam Dusan Vina lần thứ 3 và sau cùng là hướng dẫn an toàn khi tham gia giao thông của bộ phận EHS. Sau đây mời các bạn đến với bản tin chi tiết. Đoàn đại biểu gồm 27 thành viên đến từ công ty hợp tác Dusan BG Mekatech đã có chuyến thăm và làm việc tại nhà máy CBE Dusan Vina vào ngày 14 tháng 3 vừa qua. Đoàn do Phó Chủ tịch Seo Yong-il dẫn đầu và được ban lãnh đạo công ty tiếp đón trang trọng tại văn phòng nhà máy CBE và đích thân giám đốc nhà máy CBE Yong Song-tae báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh và những thành tựu mà nhà máy này đã đạt được trong suốt thời gian qua. Thay mặt đoàn, ông Seo Yong-il đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu đạt được của nhà máy CBE nói riêng và sự phát triển vững mạnh của Dusan Vina nói chung. Những thành tựu mà CBE và Dusan Vina đạt được cũng đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Dusan Mekatech. Ngay sau đó, đoàn được hướng dẫn tham quan thực tế tại cảng chuyên dụng và 5 nhà máy, mà đặc biệt là nhà máy CBE. Dusan Mekatech là một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng, phát triển dọc theo ngành công nghiệp máy móc tại Hàn Quốc trong nửa thế kỷ qua. Hiện nay, Dusan Mekatech đạt mục tiêu trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng năng lượng. Bắt tay vào sản xuất hai nồi hơi cho nhà máy nhiệt điện Cất Ghi từ tháng 12 năm 2012. Cho đến nay, nhà máy boiler đã hoàn thành gần 98% khối lượng công việc và gần đây nhất là chuyến xuất 2.500 tấn thiết bị cấu thành nồi hơi công suất 800 MW cho nhà máy nhiệt điện Cất Ghi, miền Nam Ấn Độ vào ngày 10 tháng 3 vừa qua. Đây là chuyến xuất hàng thứ 6 của dự án Cất Ghi với tổng khối lượng gần 2.500 tấn trong hơn số 12.000 tấn của tổng dự án. Dự án Cất Ghi được ký kết vào ngày 16 tháng 3 năm 2012 nhằm cung cấp hai nồi hơi dòng thẳng siêu tới hạn công suất 800 MW trên unit cho nhà máy nhiệt điện Cất Ghi nằm ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ. Đây là dự án lớn nhất của nhà máy boiler và cũng là dự án làm nên lịch sử sản xuất và cung ứng nồi hơi công nghệ cao cùng loại tại Việt Nam. Chuyến xuất hàng lần này bao gồm 253 kiện, các ống côi, panel và header. Đây là những thành phần chính cấu thành nồi hơi, vốn được xem là trái tim của nhà máy nhiệt điện. Sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh, loại nồi hơi dòng thẳng siêu tới hạn này có thể cung cấp 2.400 MW trên giờ trên 3 unit khi vận hành trong môi trường nhiệt độ 541 độ C và áp suất hơi nước cao lên đến 318,5 kg trên cm vuông. Đến nay, dự án đã hoàn thành gần 98% và dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 6 năm nay. Qua nhiều trận thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, giải cúp vô địch bóng chuyền nam Dusan Vina lần thứ 3 đã chọn ra 4 đội gồm CBE, BSD, Man Office và Boiler đi tiếp vào vòng bán kết và hai trận bán kết này đã được diễn ra vào ngày 13 và ngày 18 tháng 3 vừa qua. Trận bán kết 1 diễn ra giữa hai đội là CBE và BSD. Trong sự đối đầu này, CBE được đánh giá là đội mạnh qua các mùa thi đấu và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó khi CBE đã chiến thắng thuyết phục cả hai set đấu với tỷ số lần lượt là 25-15 và 25-12. Tuy thất bại trước các tay bóng đàn anh kỳ cựu, nhưng những gì mà các cầu thủ của BSD thể hiện trên sân đáng được đánh giá cao, bởi họ đã chơi hết mình, sử dụng chiến thuật linh hoạt và phối hợp đồng đội khá tốt. Nếu muốn chiến thắng tại các giải đấu sau, các cầu thủ BSD cần tập trung cải thiện tâm lý thi đấu cũng như nâng cao kỹ năng đập và phát bóng một cách hiệu quả hơn. Trong khi đó, trận bán kết thứ hai cũng đã diễn ra rất sôi nổi vào tối ngày 18 tháng 3 giữa hai đội Man Office và Boiler với kết quả chung cuộc 2-0 nghiêng về các chàng trai đến từ đội tuyển Man Office. Man Office hiện là đương kim vô địch mùa bóng thứ hai và họ cũng là các tuyển thủ được đánh giá cao tại mùa giải năm nay, với triển vọng giữ vững ngôi vị vô địch của năm trước. Như vậy, sau chiến thắng tại vòng bán kết, các cầu thủ của đội CBE và Man Office sẽ chạm trán với nhau, cùng tranh chiếc cúp vô địch
và trận đấu của họ sẽ diễn ra tại lễ hội đoàn kết một lòng Dusan Vina năm 2014. Tại lễ hội đoàn kết một lòng Dusan Vina năm 2014 vào ngày 5 tháng 4 tới. Trận tranh giải 3-4 giữa hai đội BSD và Boiler sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 3 và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin các trận đấu này đến các bạn ở bản tin sau. Vấn đề an toàn khi tham gia giao thông là một trong những vấn đề được các báo đài nhắc đến khá thường xuyên hàng ngày. Thế nhưng đâu đó chúng ta vẫn còn khá lơ là, không tuân thủ nguyên tắc an toàn cơ bản. Và video sau đây của ARS sẽ cung cấp những hướng dẫn về vấn đề này khi sử dụng mô tô xe máy. Xin chào tất cả các bạn. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố mới đây cho thấy, số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân liên quan đến xe máy chiếm khoảng 70%, trong đó khoảng 46% bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong hoặc băng di chứng suốt đời. Và một trong những nguyên nhân là không sử dụng mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm kém chất lượng và sử dụng mũ bảo hiểm không đúng cách. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc sử dụng mũ bảo hiểm trong quá trình điều khiển xe máy. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm là vật dụng đảm bảo an toàn cho chúng ta khi đi xe máy và bảo vệ vòng đầu khi có va đập. Về cấu tạo của mũ bảo hiểm bao gồm: lớp vỏ ngoài làm từ nhựa cứng, lớp lót trong là đệm được làm bằng xốp bảo vệ đầu khi có va chạm, quai cài và có miếng giữ cảm điểm cố định mũ. Một số mũ có thêm kính chắn gió làm từ nhựa trong suốt. Đội mũ bảo hiểm như thế nào cho đúng cách? Thứ nhất, mở quai mũ hai bên cho thẳng, vành dưới song song với chân mày. Thứ hai, chỉnh khóa bên để dây mũ nằm sát dưới tai và cài khóa dưới cằm vừa đôi chặt. Thứ ba, nên sử dụng quai mũ có miếng nhựa đã cầm cho chắc chắn, hướng cài dây mũ về phía trước cằm để tránh dây trượt về cổ. Thứ tư, sau khi cài quai mũ, bạn nên kiểm tra bằng cách nhấc hai ngón tay về dưới phía cằm. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn vừa xem qua thống kê về tình hình tai nạn giao thông và một số hình ảnh về tai nạn giao thông do không tham gia an toàn khi ngồi trên xe và lái xe. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể hạn chế được những tổn thương do tai nạn gây ra hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Đó là tuân thủ nguyên tắc an toàn khi lái xe và ngồi trên xe. Mà trong đó việc thắt dây an toàn là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm giảm thiểu tai nạn cũng như tổn thương do tai nạn giao thông gây ra. Có một thực tế mà ít người quan tâm là việc thắt dây an toàn khi lái xe là một trong những yếu tố đảm bảo an toàn cao nhất. Dây an toàn được thiết kế nhằm bảo vệ người ngồi trên xe trong trường hợp xe dừng đột ngột hoặc va chạm với vật khác, bằng cách giảm thiểu những tổn thương do va chạm với vật cứng trên xe, va chạm với hành khách hoặc do văng ra khỏi xe. Việc không thắt dây an toàn là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong do tai nạn giao thông gây ra. Theo nghiên cứu của Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc hội Hoa Kỳ, việc thắt dây an toàn sẽ giảm nguy cơ tai nạn tử vong cho người ngồi ghế trước là trên 45% và giảm 50% nguy cơ thương tật từ trung bình đến nặng. Tất nhiên điều này phụ thuộc vào loại xe cũng như vị trí lắp đặt ghế trên xe. Còn theo các chuyên viên kỹ thuật, khi xe chạy với tốc độ 30 km/h thì theo quy luật của lực quán tính thì người ngồi trên xe sẽ chịu một lực quán tính gần bằng tốc độ chạy của xe. Trong trường hợp xe dừng đột ngột, nếu chúng ta sử dụng thắt dây an toàn thì người sẽ được giữ lại. Còn nếu mà chúng ta không sử dụng thắt dây an toàn thì người sẽ bị ném về phía trước với vận tốc bằng 30 km/h. Đối với tài xế lái xe có trọng lượng cơ thể 30 kg, trong trường hợp bị đâm chính diện sẽ bị một lực tác động lên cơ thể người là 3 tấn. Còn khi chúng ta chạy với tốc độ 80 km/h thì sẽ bị một lực đâm chính diện là 9 tấn. Tất nhiên điều này chỉ xảy ra đối với trường hợp lái xe và người ngồi trên xe không thắt dây an toàn.
Tiếp tục chương trình, mời các bạn xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt hàng ngày, cùng một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa hôm nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa hôm nay, mời các bạn truy cập vào trang web youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V5N20. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sau.